content ở bên N thực sự hay. Mình vừa mới đi khám chỉ về các bạn ạ. Mạnh à, nhà pháp biết nhà nhà gì luôn. Cái loại chó mà suốt ngày đòi ăn pate. Mẹ mày, vắng về dạy học đi. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV. Và các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Rồi, 5 con cháu ạ. Mời các bạn cùng ăn mắm ruốc của mình nha. Không hợp chút nào ấy. Nó không thể vỡ được. Và đã vỡ màn hình. Lập chia xin chấm dứt video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người. Có súng nè.